Chào mừng các anh em quay trở lại với kênh YouTube của Zika Audio. Và suốt một quãng thời gian phải nói là khá là dài, cực kỳ dài luôn, chúng em phân phối bán những cái mẫu loa siêu trầm điện để ghép vào những cái dàn karaoke nói riêng và tất cả những thiết bị âm thanh karaoke số hiện nay nói chung, thì gặp những cái vấn đề như trong cái khâu kết nối rất là trở ngại của các anh em. Cũng có những bác rất là thạo, nhưng có những bác mới tiếp cận đến hoặc là còn băn khoăn không biết ghép nối như thế nào. Thì em trong quá trình đó và hôm nay bắt đầu bên Zika chúng em có in một cái tờ hướng dẫn, thay vì trên những sản phẩm nó sẽ có toàn tiếng Anh đó, thì hiện tại chúng em đã hướng dẫn in thiết kế ra một cái quyển hướng dẫn, cái tờ hướng dẫn bằng tiếng Việt này cho các anh em có thể kết nối loa súp với âm ly 1 này, và cách thứ hai đó là kết nối súp với nâng tiếng và vang đó. Thì ở đây nó rất là cụ thể. Thì em lấy dẫn chứng luôn, thì hiện tại em đang để một con vang, một con vang và một con nâng tiếng và một con súp điện, và ở bên trong kia là một con âm ly, có đẩy đến vang đi. Thì em đưa máy lại gần em chỉ các anh em. Ở đây thì đầu tiên em sẽ hướng dẫn các anh em cái cách cũng như là chỉ luôn về cái tờ này. Đấy, cái quyển hướng dẫn này thì đầu tiên nó sẽ giúp cho chúng ta có thể hướng dẫn với ghép với những chiếc âm ly. Đấy, ghép những chiếc âm ly qua đường line, thì các bạn có nhìn thấy đường line không? Đó, đường line trên con âm ly. Tất cả những dòng âm ly đều sẽ có cái đường này. Chúng ta sẽ lấy tín hiệu từ đường đấy ra để đưa trực tiếp vào cái cọc hoa sen của súp kia. Chút nữa em sẽ nói về âm ly hiện tại đang bài nâng tiếng. Thì cách thứ hai là ghép qua nâng tiếng. Thì ở bên dưới đây nâng tiếng thì chúng ta sẽ có hai hình thức. Một là dây canon, đầu canon, và hai là dây AV. Nếu chúng ta ghép với đầu canon thì chúng ta chỉ ghép một dây. Và nó sẽ chuyển đổi như thế này. Nó sẽ như thế này các anh em nhé. Thì trong chuyển đổi, các anh em lưu ý cho em, đầu nào đổi qua dây cam đông thì các anh em đánh dấu cái đầu đó vào. Giống như có đầu trắng và đầu đỏ thì chúng ta đánh dấu đầu trắng. Hình thức này nó chỉ là lấy một dây tín hiệu thôi, nó sẽ là mono. Đấy, đầu này sẽ cắm vào nâng tiếng và đầu này sẽ cắm vào súp. Thì đầu tiên là súp thì các anh em lưu ý cắm vào cái cầu hoa sen đỏ cho em nhé. Cái ở đây nó sẽ có đỏ và trắng, cắm vào đỏ nha. Còn ở bên này thì sẽ đưa lại gần nâng tiếng hơn. Đó. Thì các anh em lưu ý cho em thì nhìn cái đường súp đây. Cái đường súp out đây, súp bass out. Sử dụng cái jack canon cái đó, ghim vào cho. Như thế này thì chúng ta chỉ kết nối một dây thôi, và một dây này nó sẽ là dây mon đây, một dây như này. Các bạn cắm vào cái lai hoa sen đỏ chưa? Đó là cách 1 của ghép nâng tiếng với súp có trên cái quyển hướng dẫn đây. Tiếp cách thứ hai đó là dây AV. Thì dây AV thì các bạn em lưu ý tất cả các dòng nâng tiếng đều sẽ có một cái suất AV đấy nữa này, bằng hoa sen. Đấy. Thì chính cái dây em tặng kèm các anh em thì các anh em ghim cho em. Đây, cắm vào đây. Chúng ta tạm thời bỏ qua cách 1 đó là cách cam nông đi. Thì chúng ta sẽ cắm thế này, và đầu dưới chúng ta sẽ cắm đủ 2 dây. Thay vì 1 dây như dùng đầu chuyển cam nông cắm hình thức mono thì chúng ta sẽ dùng đủ 2 dây với hoa sen. Thường thì cách này nó sẽ tiện lợi và hay ứng dụng vào nhất nếu chúng ta ghép nâng tiếng với súp. Thì cách chỉnh này thì em hướng dẫn luôn cái cách chỉnh này. Cách chỉnh thì các anh em lưu ý cho em quay đằng trước thì trên tất cả những cái dòng nâng tiếng Idol này, Next này, CB, TD Acoustic thì CB8600 thì nó sẽ có 2 nốt bên này. Nâng tiếng cũng vậy, Next cũng vậy, nhưng riêng chỉnh trên nâng tiếng thì các anh em lưu ý cho em, nếu mà ở trên con CB800 Ultra thì các anh em để bị bass volume thì rất là to nhỏ của cái đường xuất gain, cái đường ra của súp. Còn bên này là cắt tần số nhá. Đó. Hoặc là trên những con CB600 hay là Next hay là Idol thì nó sẽ nằm ở bên này, và nó cũng sẽ có cái biểu tượng như bass volume và các tần số crossover. Hoặc là bên ngoài thì em đang đóng hàng, mong các bạn thông cảm cho em. Còn cách thứ ba thì ghép nối mấy vang nhỉ. Ok, sẽ quay cái vang lại các anh em. Ghép mấy vang thì chúng ta thì sẽ có những con vang nó có xuất ra đường là hoa sen, nhưng mà đa phần nó làm xuất nó xúc ao bằng con lông hết rồi. Cách thứ ba mấy con vang thì thường thì chúng em sẽ tặng kèm cho các anh em những cái đầu chuyển như đây, những cái đầu chuyển như thế này.
thì các bạn lưu ý cho em nhé. Nếu trên vang thì rất nhiều các thiết bị, như trên con vang thì nó sẽ có đồng xuất súp này, súp out này đó, kể cả vang số hay vang cơ đều sẽ có đồng xuất súp out, tên của nó, tên chuẩn quy ước quốc tế của nó là như vậy. Dù kể cả phiên bản vang này được sản xuất ở đâu thì cũng có một cái chữ như vậy. Ta sẽ sử dụng một đầu chuyển và sử dụng một dây GAV. Và lại cũng vẫn lưu ý cho em là nếu mà sử dụng qua đầu chuyển này thì chúng ta chỉ sử dụng một sợi trắng hoặc đỏ cũng được thôi. Dù sao cái đầu này cắm màu nào thì ta dùng màu đấy để đưa tín hiệu và cắm vào súp. Và súp thì cứ lưu ý cắm vào miễn là hai cái này, mày cắm vào động được, miễn là cắm vào cái cực đỏ cho em là được. Đó. Và chỉnh EQ ở trên súp thì em lưu ý cho em nhé. Còn trên con súp nó sẽ có đường súp volume và súp EQ. EQ là để cắt tần số đấy. Còn volume là để to nhỏ của cái cửa ra súp. Trên vang số thì sẽ chỉnh bằng phần mềm, còn vang cơ lai số sẽ chỉnh bằng những cái chiếc đáp này. Ok. Và tiếp theo nữa thì ở đằng sau nâng đằng sau âm ly thì em có ghi đây. Sau âm ly thì các bạn lưu ý cho em là sau âm ly thì bao giờ nó cũng có cái đường line này. Đường line hoặc đường link ra. Cái bên trên nó cái biểu tượng cho output hay tất cả những dòng âm ly. Cứ tìm ở cái cửa output ạ thì tìm ra cái ngõ line, ngõ link. Nó sẽ ra thôi. Ok. Đó là một cái vài cái cách để mà hiện tại chúng em sẽ khắc phục, cũng như là chi tiết hơn để trước khi gửi những cái mặt, những cái sản phẩm súp thì chúng em sẽ gửi cho anh em theo quyển hướng dẫn chúng em. Theo những cái thời gian bán hàng thì chúng em sẽ lựa lọc lại những cái thiết bị mà hay ghép nồi mới súp nhất. Em sẽ làm một cái bảng hướng dẫn như thế này. Và không riêng cái súp đâu, kể tất cả những bộ combo hay là những cái dòng nâng, vang, loa, đẩy, chúng em sẽ dịch ra, chúng em soạn thảo và dịch ra tiếng Việt để các bạn dễ sử dụng. Cảm ơn các anh em đã theo dõi video và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em ở những video clip tiếp theo. Và xin quảng cáo thêm một chút nữa thì hiện tại bên chúng em còn rất là nhiều những cái sản phẩm, những cái mẫu loa, những cái mặt hàng loa và những bộ combo tầm 12, 13 triệu và những cái mẫu loa C88 rất là nhiều. Và mọi thông tin thì anh em cứ liên hệ cho em theo số hotline 0963889192 và 0965503357. Cảm ơn các anh em rất là nhiều và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các anh em. Chúc các anh em thật nhiều niềm vui, sức khỏe, thành công cuộc sống.